Thấy bạn hát bài Em Gái Mưa đấy. Nghe có vẻ nhìn ra được luôn bài Em Gái Mưa luôn. Em đã lụi thôi, mọi người cứ em đoán thế để cho mọi người tưởng nghĩ là em có chuyên môn ấy mà. Em có chuyên môn thật đâu cần phải nói vậy. Ủa là sao? Em làm cho mọi người nghĩ là em có cầm em biết vấn đề ấy, nhưng mà thực ra em chém gió thôi mà. Thì nhưng mà em thấy bạn là hát hay đó, kiểu như là cũng hát gọn gàng cái giọng, cái nốt ra rất là có cá tính, được gọn rất là dễ thương. Thì em đoán là thế. Ông Quỳnh, sao em? Nào giờ ít thấy em tham gia những chương trình truyền hình lắm, đặc biệt là những chương trình về giải trí, đúng không? Tại sao tham gia chương trình này? Dạ, em thì em hay bị vô duyên lắm. Thật sự là em cũng không có hay dám nhận SEA Games. Cái game này thì em nghĩ là nếu mình không thử chơi game thì mình sẽ không bao giờ chơi game được nữa. Vậy là em nghĩ rằng em vô game này em sẽ có duyên hả? Em không biết. Nhưng mà ý là em thấy cái game này nó cũng vui mà, dễ thương, vui, với lại là đôi khi mình không cần nói cũng được. Không cần nói cũng được hả? Ủa em? Chị kỳ vậy? Không cần nói thôi đi về chứ. em kiểu như là mình cái game này mình cũng đoán mò thôi mà anh. Cái game này không đoán mò. Tất cả chất xám tinh hoa hội tụ lại để tìm ra người chơi, chứ đâu phải tới đây mời rồi ngồi rồi đóng mò đâu được. Rồi em thì vậy thì em sẽ dùng hết cái khả năng sự hiểu biết, sự thấu hiểu và một trái tim yêu thương đồng thấm. Duyên hả? Duyên hả? Vô chương trình này là có duyên hả? Nghe người có chuyên môn âm nhạc. Thì em đoán là bạn hát không được tốt cho lắm. Vì sao? Vì là khi bạn hát cái gà chặt không ngon lắm mà. Gà chặt nó không liên quan anh ơi. Nhưng mà em thấy là lúc mà bạn hát một vài chỗ thì em thấy bạn kiểu như là bạn hơi bị yếu yếu ấy, và hơi kiểu mệt mệt thì em đoán là em bạn hát không tới một nốt nữa đó mà em nghe sao ra hơi mệt mệt yếu yếu. Em đoán thì ra là em đoán. Anh mong là em bình tĩnh, em bình tĩnh. Ở Berlin mới về. Dạ. Bạn hát hay đó. Why tại sao nhỉ? Em cũng không biết nữa đó. Cái quan mang gì đồng đội tôi quá vậy, tại sao hay mà nó hỏi tôi tại sao vậy là sao? Hai cái con người khách mời bữa nay như tựa trên sao hỏa rớt xuống vậy. Anh nói chết thì có giống như hai bên bên Berlin về, bên Amsterdam về kìa. Làm như thế nào vậy anh? Amsterdam thủ đô Hà Lan thì vậy. Nước nào trời ơi, bé không biết luôn. Đây, đứng lên, đứng lên. Đứng lên làm gì vậy? Đứng lên, đứng okay. lên. Ra lấy xe về đi. Trời đất ơi. Em đi taxi. Sao quen đi taxi? Cái gì? Không cần lấy xe. Sao nó có duyên kia trời? Thôi, thôi, mình đi tiếp. Em thì thấy là hình như là bạn hát dòng indie hay underground gì đó đó. Em đó là hát được rap riết luôn đó. Tại sao em nghĩ rằng bạn lại thuộc dòng đó? Nhìn kiểu là rất là tự tin và cái hình này gần đây em thấy một số bạn làm bên cái dòng này em thấy là giống. Thì hát hay đó. Hát hay. Thấy không Hiền Hồ? Bên này ý kiến hoàn toàn trái ngược với em nè. Có gì muốn tranh luận với người ta không? Đúng. Anh nói hát hay thì là ý của anh ý. Đúng rồi. Ý của em là hát không hay thôi. Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta rồi, hai người nói chuyện là cái cảm xúc nó dâng trào lắm. Hai cái con người này mà nói chuyện nhau hả, từ sáng đến tối luôn mới xong được một câu chuyện đó. Hai đứa nên quen nhau thì các em có bầu chưa? Dạ có bầu rồi, rất xinh. Nhưng mà không phải gu của em. Em có bạn trai chưa? Chưa. Gu em sao? Gu em ai? Anh hả? Gu em là anh hả? Có tiêu chuẩn nhưng mà gặp là thích thôi, chưa có gặp được người thích anh ơi. À, thường là thích cái gì của người ta? Hiền lành. Đây là trí tuệ. Hiền lành, hiền lành. Hiền thì anh Đức là số 1. Anh Đức là hiền nhất ở đây. Rồi tiếp ra nói gì nữa? Em hiền hồ, anh hiền lành. Đó, hiền lành là cái đầu tiên là cái gì nữa? Thì nói chung dễ nhìn tí. Dễ nhìn là thiếu nha. Em dễ nhìn mà, ai dễ cũng nhìn em được, nhìn ai dễ. Cũng nhìn em được hết. Ai cũng nhìn em được. Vậy thôi à, nhưng mà trừ anh Đức ra. Bức cửa. Bức cửa. Em nói tiếp đi. Thì em nói là không hay thôi. Em cũng theo anh Đức. Rồi hai người theo thì tôi theo luôn. Số 1. Số 1. Em thì là em bạn số 1 là hát không hay đó. Giờ người ta chọn mất rồi. Ta chọn rồi thì ông bây ơi. Giờ thì em biết rồi thì em nói thế. Bây giờ nói ngang ngược vậy. Chọn người khác. Chọn rồi mà cũng chọn là ngang ngược. Rồi, rồi. Tỏ chánh kiến của mình thôi. Dạ đúng rồi. Bây giờ em sẽ chọn là chọn bạn số 5 đó. Số mấy? Số 5 phải không?
Dạ. Đi ăn đi. Số 5 luôn đi em, không có em nhường, em nhường đó. Bình ngang. Số 5. 5. Đừng có trách tôi, đừng có trách tôi, đừng có trách tôi. Ừ, mà số 2 và số 3 rút tay ra và thở phào nhẹ nhõm nha. Tôi nói thiệt, mỹ tâm của tôi đáng lẽ là phải hát với Hiền Hồ. Hồi nãy đã lội một bà Thảo Hồ rồi. Bây giờ nè, nói lại một lần cuối. Gia đình này là bên quận 4, quận 6. Đúng rồi. Còn gia đình này quận 3. Cho em chốt hạ lần cuối cùng. Bây giờ đã nói đến mức độ này thì chọn cái gì cũng chết hết đó. Em cứ chọn bằng con tim của em đi. Đúng vậy, hãy theo trách nhiệm nhà con tim của mình đi hả? Đừng có sợ gì hết ạ. Đại diện cho đội Trấn Thành thì em vẫn giữ quan điểm là bạn số 3 hát không được hay lắm. Rồi, quyết định chọn số 3. Đời lắm lúc đâu có người, lắm lúc không là giấc mơ. Người sống giết quên nghi ngờ, tình chỉ là giấc mơ. Tôi biết nói sao rồi luôn. Ai, nói gì nữa giờ Quỳnh hả? Bao nhiêu người ngăn cản em, đồng đội của em ngăn cản em, nhà hàng xóm ngăn cản em, mà em vẫn cương quyết giữ lập trường của mình. Phan loại mất bé này Quỳnh. Bây giờ để cho bạn gái nói, bạn muốn nói gì với Phan Hoàng Quỳnh không bạn? Dạ, chưa tôi trước khi nghe nói đó. Anh chỉ nhắc cho em một điều thôi, người lựa chọn em là Phan Mạnh Quỳnh. Dạ đúng rồi đó, không nói gì nữa đó. Trấn Thành và Nguyễn Kiều Cẩm Thơ đã ra sức nịu kẹo vinh dự trục vớt kéo bạn lợi với chương trình, nhưng Phan Mạnh Quỳnh đã chọn bạn. Như vậy bạn có quyền thật mạnh vào mặt bạn Quỳnh. Tôi thấy là tôi không còn xứng đáng đứng ở đây nữa, tôi sẽ bước một bước. Bước một bước à, bước lại xin lỗi người ta đi. Đúng rồi, em hát rất là hay. Cái này giống như em được đào tạo đặt bắt tay mà chị, giống như là được một người được đào tạo ra hát rất là chắc và lựa chọn bài rất là văn minh. Em rất xuất sắc. Em cũng được đào tạo rất là, đau lòng và sai. Nếu như giọng ai mùa thứ 10 kêu em về là em sẽ xuất sắc hơn. Em tưởng em còn có cơ hội đó sao? Em đến nói mùa thứ 10 tức là người ta giọng 4, 5, 6, 7, 8 là người ta không còn kêu em nữa. Tới thứ 10 cũng chưa kêu em đâu. Không, nói nghe ở dòng này thì ai cũng quay lưng lại với Phan Mạnh Quỳnh. Nhưng mà anh rất đồng cảm với Quỳnh. Đúng rồi. Đã tại vì sao? Tại vì vòng 1 anh cũng có lỗi, anh cũng loại một bạn hay rồi, cho nên là những người có sao lỗi tha lỗi cho nhau. Mình các bạn cảm. Hãy nên hiểu điều tại sao Đức đồng cảm, vì sao sắp ra em mới chuẩn bị sinh bạn. Chúng ta hỏi những người có chuyên môn. Quỳnh, mời em. Vâng, kính thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị. Trời ơi trời. Sao giống họp giao ban vậy em? Theo em ấy thì bạn ấy vừa hát cái bài mình học cách mèo kêu gì đó. Cái cách vuốt mèo rất là thần thái nên là em có bạn hát tốt. Vậy Phan Mạnh Quỳnh mỗi lần ở nhà em hát em vuốt gì? Nhà em vuốt gì của Long? Vặn mấy cái micro với lại tai phone thôi à. Anh em vuốt lông chó, con chó nhà em cũng hay lắm, cũng thần thái lắm mà em hát nó không hay. Không, tại đó là con chó em. À, phải vuốt. Đang nói về mèo. Còn ý kiến của Quỳnh thì sao? Em nghĩ bạn hát hay, bạn hát bài Em Gái Mưa đấy. Nghe có vẻ nhìn ra được luôn bài Em Gái Mưa rồi. Em đoán lụi thôi, mọi người cứ em đoán thế để cho mọi người tưởng nghĩ là em có chuyên môn đấy mà. Nghĩ là em có chuyên môn đấy mà. Em có chuyên môn thật, đâu cần phải nói vậy. Ủa là sao? Em làm cho mọi người nghĩ là em có cầm em biết vấn đề ấy, nhưng mà thực ra em chém gió thôi mà. Thì nhưng mà em thấy bạn là hát hay đó, kiểu như là cũng hát gọn gàng cái giọng, cái nốt ra rất là có cá tính, nó gọn rất là dễ thương, thì em đoán là thế. Vậy cái viết lên cây giống tôi không? Thật ra thì lý trí em nghĩ bạn này hát không hay, còn con tim em thì đồng ý với lý trí. Trời ơi, ý kiến của em thế nào? Nó viết nhạc nhiều quá nó khùng rồi. Lại là một cái thuyết âm luôn. Thật là cái giọng nói của bạn ấy, mặc dù trong clip mình cố tình mình cắt bớt cái tần số thấp đi, nhưng mà giọng là giọng nói cũng giống Châu Đông Khoa và giống anh Chi Dân lắm nha. Nhưng mà ấy, giọng hát thì em cũng chưa có cái tổng kết nào được. Tuy nhiên thì
Bởi vì mọi người đã hỏi thì bạn đã hát hay đó ạ. Quỳnh nó nói như đi họp nhưng em chưa có cái tổng kết nào. Trời ơi. Mời tới thầy giám thị nè. Dạ em cũng thấy hay là bạn kiểu dáng cũng thể thao lắm. Tức là bạn ấy rất là năng động nha. Tức là trước đây có tham gia công tác đoàn. Qua tới thầy giáo phụ đất đội rồi. Ồ, hay vậy. Có thể hát được những bài phong trào rất tốt. Thì thành thử ra nhưng qua tháng 5 thì giọng bạn cũng sẽ càng ngày càng tốt lên. Thì em nghĩ là qua tháng 5 á rồi. Với cái kể như dữ biết ta luôn á. Phải, anh thấy Quỳnh nhận xét lời nói nó như là viết nhạc vậy đó em. Em vẫn nghĩ rằng bạn hát tốt đúng không? Dạ bạn hát tốt ạ. Qua tháng 5 giọng hát càng ngày càng tốt lên. Vâng, giọng khá là chắc ạ. Và rất là sáng sủa. Mình nghe những người mà rất là mô phạm nhận xét về bạn này. Rồi bây giờ em có quyền chọn bất cứ ai em thích. Ơ, em à? Em hát thì em chọn hát với chị mà. Ôi không. Em chọn bạn Nam. Bạn Nam. Wow. Là bạn số 6. Wow. Nãy giờ sao mình không tính chiến chắc bắt đầu. Theo Quỳnh nha chị nhá. Thì bạn Nam hát với Quỳnh bài nhạc là hợp. Và chị hát với bạn nữ là hợp. Thì Quỳnh vẫn giữ quan điểm là Quỳnh chọn bạn Nam. Rồi, ok. Bây giờ em là nắm quyền sinh sát trong tay. Chưa bao giờ có giá thể hiện quyền lực của mình đi em. Nhiều khi chọn hát với em. Chọn Tú. Em rất thích anh Trấn Thành. Hả? Muốn hát với Trấn Thành hả? Ủa gì mà kỳ. Em sẽ chọn anh Phan Mạnh Quỳnh. Đá qua đá nhau. Ta từng là lẽ sống, ta từng là ánh sáng nơi nhau. Trời ơi, hát là tốt.